Thế của đồ có ăn chạy không hả bác? Dạ nó chậm luôn. Xe làm sao cô? Bơm lại bơm. Bánh trước hay bánh sau ấy? Dạ, hai bánh luôn. Một cái nút bạc này được bao tiền? Cháu không biết đâu. Có tiền. Lấy lên. Có tiền thì làm cái gì? Cái đấy là tỉnh tặng, gọi là cái quà tượng trưng thôi. Ừ. Nó phải về quy dân thấp. Không, cái đấy làm gì có quy đâu, nó gọi là tượng trưng rồi, là công công nhận nữa mà. Cái khoản tiền thì nó trừ hàng tháng rồi. À, ăn hàng tháng rồi. Minh được hàng tháng rồi. Cái đấy nó phải kèm theo một cái ngân phiếu đó. Không. Không cần gì nữa. Còn này. Thế giờ có đi đâu chưa? Bác đi đâu chưa? Anh cứ ở nhà thôi. Không đi đâu rồi. Đó. Không đi đâu cả, còn ở nhà thôi. Ở nhà đây. Trời ơi, thì con này chết rồi. Nó làm được đâu. Bó tay thôi. Sao? Nó cậy được. Nó cậy được. Nếu để nó hết hơi cho nó đi, nó gò, nó cuộn mẹ vào. Nó cậy được cái ra. Không phải là không cậy được mà trẻ nó biết cậy được mình rồi. Yếu. Yếu rồi. Nhiều tuổi rồi không? Nó cậy. Quá khủng khiếp. Cái dòng này cũng thay xăm mấy lần lại. Nó đã bị hết hơi mà đi như thế này nhá. Cái xăm này cũng vứt đi là lại. Ba con còn khỏe lắm nhỉ. Vẫn nhai được, xương vẫn nhai được. Cái này phải có võ nhỉ. Nếu đỡ mắc thì có sửa xe đạp đi, ít sửa xe máy. Sửa xe máy à? Nghề chính là xe máy của tôi. Chính là nghề của tôi. Chính là tôi. Một cái là mình giờ mình yếu, mình về mình làm nhẹ nhàng nhớ rất buồn. Em xin 2 tháng 32. Ô tô chấp hết các loại. Được hết các loại. Như ngày đấy ô tô là mình sản xuất hay là chủ yếu là chế hả bác? Ô tô là? Ngày đấy bác làm chủ yếu là chế hay là chế của mình? Chế toàn nhập à? Cái thời của bác là nhập hay là nhập. Ngày đấy làm gì có xe. Làm gì có sản xuất được xe, làm gì cũng có được đồ. 337 chợ hàng. 337 chính thức là bắt sửa hay là bắt chế? Sửa. Sửa hả? Bắt nó hỏng rồi sửa. Sau đó lên đến quản lý. Quản lý kỹ thuật. Quản lý kỹ thuật của cả một của khoảng gần 100 cái đầu xe. 100 thằng lái xe. 100 ông lái xe đấy hả? Ừ. 80 thằng lái xe. Kèm theo đấy là khoảng độ gần 200 chiếc xe. Đấy. À tức là xe này còn vẫn, tức là xe này ngoài là người lái là vẫn còn xe tồn trong có kho chưa dùng đến à? Không. Hay tôi thấy xe nó nhiều
vẫn lái xe thanh lý, xe sửa chữa, xe hỏng, xe lầm, xe cả bán phòng, xe lung tung nhiều, đầu xe thì nhiều nhưng hoạt động khoảng độ 100 chiếc thôi. Cái nốt của nó ác ấy nhỉ, nốt con này này á, cái này xăm này cơ bản nỗ to đấy, nỗ to thì nó mới xịt được ra hơi mạnh này. Có tăm mà cần tăm không? Đây rồi, nhìn nó rồi nhưng mà đang muốn chưa rồi. Yeah.
đây nhá, nó ở bên cạnh nhá, là như này nhá, bên cạnh mà nó còn dài dài này nữa. Yeah, đấy, bên này là vết xỉa, cho nên là hàng lúc mà đi hàng kia nó lặng nó đè xuống là sợ nó bị xé ra luôn. Nhưng mà lăn nó quá trình mình hết hơi rồi đấy, mình vẫn lăn. Đầu tiên là nó đầu tiên thì nó chỉ là một chấm thôi. Ủa? Lại xem là như nào. Bạn ấy đi chở hàng này bác cứ thử lại cho chắc. Bởi vì là nó không có hơi nó lại lăn rồi. Chắc là không. Không có gai thì sợ. Không gai đi gì cả thì mình. Thôi chờ vứt ăn xe lại ở nhà thôi. Cái vành và cái nốt nó không hợp nhau là cũng hay bị ăn với nhau đấy. Đứng nữa. Đây. Nước đây bác. Chắc là ngon. Động tác này động tác yên tâm. Sau đó là chơi trăm này cũng được, trăm này cũng là trăm là được rồi. Là cái lốp này cũng phải lốp của nó. Ừ. Rồi lốp tám anh đấy thì nhỉ? Thì thô được. Cho thô đấy. Cho chẳng. Để lắng kem da, chứ không phải là kem da Đài Loan ấy. Nó ạc lắm kìa, nó bơm đến 7 cân, 8 cân. Bỏ xích lô nó nắp xong nó bơm 8 cân. Còn kia như là cháu bơm 6 cân rưỡi thì chạy ra kìa. Những cái dòng lốp vớ vẩn mà bơm cao nhưng mà Kenda bơm được mẹ đổ nguy hiểm. Lốp tắm mạnh là như nào á? Ni lông ấy này, nó là như thế này, cái da này. Xong rồi cái da này. Đấy, cái da cái đấy cũng chưa phải là gấu đâu. Cái đấy cũng là Kenda, cái đấy cũng là được rồi. Cái hoa đấy là chưa đúng, chưa phải là ác luôn. Kenda. Lốp này chở phá lốp lắm, à phá xong lắm. Lốp này chở hàng. Quật luôn. Lô nó chở mà bất cơ mà. Mua lốp đấy thôi, lốp Kenda lắp vào xong nó bơm 8 cân 10 cân bắt đầu là mình bơm cho nó mình còn sợ hơn có cái nó nổ thì kinh lắm nhỉ. Nó nổ ra nổ thì không nổ nhưng nó bật cái vành, bật cái mép vành vì cái vành nó là vành chế à. Vành nó dày lắm, không mở nổi được. Vành nó không chuẩn, nó bật ra nguy hiểm lắm. Cái lốp này là chạy một thời gian lại xé ra luôn.
làm kia. Nhiều khi không cần vận chặt quá đâu bác. Vận chặt đến ngày vận tới thì mới đủ cái độ dài để nó lên. Lên cơm. Để dao à? Bia này chắc là các đơn vị như nhà hàng dùng nhiều đúng không? Karaoke.